Chào mọi người. Chào mọi người, mình là Ni, thằng Ni Hương Thang. Hôm nay mình đang ăn kiêng quán. Và đây, đó chính là phần lập của cái chân kiêng quán, đó chính là phần ngon nhất. Chống vào đây một xíu Bữa tiêu chanh. Đây là phần ngon nhất của cái kèn chân kiêng quán. Thấy sao? Thấy bị như sao? Mình thịt nó có được sớm gì sớm giống như vậy dẹ đó. Chứ mà không ngon mà đều là đâu. Tại vì nhớ ở đây. Tại vì ngon. Tại vì nhớ đều là mà. Cái ăn ở Đài Loan lần nào đâu. Một chiếc không ngon bằng Đài Loan. Cái ăn của anh đâu? Không sao. Rồi sao nào? Phải có sao đâu. Mà đồ bỏ là sao? Bỏ đâu? Không bỏ đâu. Thao. Bỏ trong thao rồi. Nói lời. Con